tin Ethiopia, Thủ tướng Ethiopia hứa bảo vệ các tín hữu Kitô. Thủ tướng Ahmed Abiy hứa bảo vệ các tín hữu Kitô bị các thành phần hồi giáo cực đoan bắt hại tại miền đông nước này. Hồi thượng tuần tháng 8 này, cộng đồng các tín hữu chính thống ở Ethiopia thành phố Ziziga đã bị các thành phần Hồi giáo cực đoan thiêu hủy tám thánh đường, sát hại sáu linh mục và nhiều giáo hữu. Hàng chục ngàn tín hữu bị trục xuất khỏi gia cư của họ. Hôm 18 tháng 8 vừa qua, tổ chức Pro Oriente ở Vinne bên Áo cho biết Thủ tướng Ahmed Abiy đã đến Tòa Thượng phụ Chính thống ở thủ đô Addis Ababa và gặp gỡ hai vị thượng phụ Abuna Matheus và Abuna Mercurius để chia buồn và bày tỏ quan tâm vì những biến cố bi thảm xảy ra cho các tín hữu chính thống ở miền đông Ethiopia. Thủ tướng cam kết với hai vị thượng phụ sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo an ninh tại miền Okaden. Giáo hội chính thống Ethiopia có khoảng 55 triệu tín hữu trên tổng số 90 triệu dân cư. Tại đây, các tín hữu công giáo chỉ vào khoảng 550.000 người. Gần đây, giáo hội chính thống Ethiopia tái thống nhất và Đức Thượng Phụ Mercurius lưu vong ở Mỹ đã trở về nước.